xã Giang Tao, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk, được xem là nơi duy nhất ở Tây Nguyên còn nghề làm gốm cổ của người Mơ Nông. Trải qua nhiều thăng trầm, người Mơ Nông vẫn giữ gìn nét độc đáo của nghề truyền thống này. Mời quý khán giả cùng khám phá làng gốm cổ này cùng diễn viên Nguyễn Anh Tú và Hoa Khôi Thúy Vi trong chương trình Việt Nam Mến Yêu, được phát sóng vào lúc 19h50 thứ Bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.